À, chào các bạn, trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có thể xóa các cái tập tin, các cái folder mà nó không có đi vào cái recycle của bin ha. Tức là các bạn sẽ thông thường đó, ví dụ như mình có một cái file ở trên màn hình desktop, ví dụ là một cái file text ha, thì thông thường đó, khi các bạn mà lít phải, các bạn chọn delete này, thì nó sẽ xóa vào trong cái phần là recycle bin. Thế thì ở đây các bạn thấy sau khi mình chọn xóa thì các bạn thấy nó không có vào trong đây. Thì tại sao nó như vậy ha? Thì ở đây thực ra là do mình đã có một cái hiệu chỉnh. Mình hiệu chỉnh như thế này. Mình lít phải vào recycle bin nha. Các bạn chọn property nè. Thì các bạn thấy ví dụ như cái ODC nè, mặc định á thì nó đang để cái mục là customize. Tức là nó sẽ dành một cái bộ nhớ trên ổ cứng á để chứa cái file tạm hay cái file mà khi các bạn lít và xóa đó. Ví dụ mình để trở lại mặc định nha, chọn OC nha. Rồi, mình tạo làm cái file khác nè. Các bạn thấy bây giờ nếu như mình xóa thì cái này nó sẽ đưa vào trong cái recycle copy. Các bạn thấy không? Thì cái này thì nếu như mà xóa vào trong đây rồi á thì các bạn cũng có thể lít phải, các bạn phục hồi nó trở lại. Thì nó sẽ có ngoài đây. Tag 3 nè. Cái này mình mới xóa đây. Thế thì cái này thì nó cũng có, đó là một tính năng hữu ích á. Tại vì Microsoft nó sợ là nếu như mình lỡ mình xóa nhầm á thì vẫn có thể vào trong mail để khôi phục trở lại. Tuy nhiên đối với một số người, người ta không thích cái chuyện này, người ta muốn xóa thì xóa luôn chứ không có cần phải đi vào trong mail á. Bởi vì khi mà các bạn xóa mà đi vào trong đó rồi á, các bạn muốn mà giải phóng luôn trong đây, ví dụ có cả trăm cái file đây, các bạn muốn giải phóng nó thì các bạn lại lít phải chọn empty recycle bin nè. Thì người ta không thích, hay người ta thấy tốn thời gian quá, người ta không thích vậy. Thế thì để nó đi trực tiếp, tức là xóa thì nó xóa mất luôn đó, thì người ta sẽ lít phải vào recycle bin nè, người ta chọn property. Ví dụ như mình chỉ muốn thiết lập trên ổ đĩa C thôi đó, và những cái file nằm trên đĩa C thì nó sẽ xóa mà không đi qua cái sổ rác này. Còn những cái nào trên ổ đĩa D, ổ đĩa E đó, mà những cái dữ liệu có thể là quan trọng của mình đó, thì mình muốn là nhiều khi là xóa nó phải vô đây để lỡ có xóa nhầm á thì mình khôi phục trở lại. Thì ở đây ví dụ mình chọn ODC, các bạn sẽ chọn chế độ là Don't Move File này, tức là không có di chuyển cái tập tin vào trong cái rục rác ha, mà nó sẽ xóa luôn cái file đó khi các bạn delete. Mình apply nha. Dĩ nhiên cái màn hình desktop này là thuộc ODC rồi đúng không? Rồi, cho nên bây giờ các bạn thấy mình xóa nè, lít phải ha, chọn delete, thì các bạn thấy nó sẽ đi mất luôn đúng không? Tuy nhiên nếu như mà mình xóa một cái file trên ổ đĩa D, ví dụ bây giờ mình ổ đĩa D nha, ví dụ mình tìm tới một cái file nào đó, ví dụ như cái file Alex này nè, bây giờ mình xóa, thì các bạn nhớ là cái ổ đĩa D lúc nãy đó mình không có thiết lập cái chuyện là phải không vào giọt rác đúng không, mình vẫn cho nè. Cho nên là bây giờ mình phải ở đây, mình chọn delete, dĩ nhiên nó sẽ vào trong cái sọt rác. Các bạn coi nha. Các bạn thấy chưa? Dĩ nhiên là bây giờ mình có thể khôi phục trở lại như cũ. Các bạn hiểu chưa? Rất là đơn giản như vậy thôi. Thì nếu như các bạn thích làm cho ODD luôn á, thì mình cũng có thể chọn cái ODD, chọn phần là Don't Move File to the Recycle Bin. Một cách khác nữa đó, thì các bạn có thể là khi mà xóa cái tập tin đó mình khôi phục trở lại nha. Ví dụ ODC bây giờ mình muốn để mặc định đi, để customize luôn nè, customize nha. Rồi dĩ nhiên bây giờ xóa sẽ dâng vào sọt rác, nhưng mà khi các bạn xóa bình thường đó thì nó sẽ vào đây đúng không, khôi phục trở lại. Rồi có một cách khác là các bạn sẽ đè cái phím shift ở trên cái bàn phím mình á, đè phím shift nha, sau đó các bạn lít phải, các bạn chọn delete, thì lúc này đó là cái thao tác để mà các bạn nó không muốn cho nó đi vào cái recycle của bên này. Đó, các bạn thấy không, nó không có đi vào đây. Thì đó là hai cái thủ thuật nhỏ để giúp cho các bạn có thể xóa các tập tin mà không có đi vào recycle của bên, mà nó sẽ xóa trực tiếp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này ha. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình. Chào các bạn.